Các bạn ơi, hôm nay tôi lại đứng ở trong không gian của Hồ Tây đây. Đây là cái tuyến phố Đặng Thái Mai các bạn nhé. Cuối cái tuyến phố Đặng Thái Mai các bạn ạ. Nối cái đường Xuân Diệu với cả cái đường Hoàng An này. Đấy. Thì đây là cái nhà nghỉ Trung ương K9 ngày xưa đấy các bạn ạ. Ở đây bây giờ vẫn là cái nhà nghỉ Trung ương K9. Đây thì phố Đặng Thái Mai đấy các bạn xem. Đấy, cụ Đặng Thái Mai. Thời cụ là giáo viên của trường Thăng Long dưới ngõ Trạm ấy, cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp ấy. Sau là đại tướng Võ Nguyên Giáp là lấy con là bà Đặng Bích Hà, con gái lớn của cụ Đặng Thái Mai. Đấy, tôi sẽ quay cho các bạn là cái không gian của Hồ Tây phía trước mặt này các bạn ạ. Đấy. Đây là cái không gian của chùa Phổ Linh này. Thế tôi cứ hình dung đây cái hàng cau các bạn nhìn thấy không? Cái hàng cau là cái lối đường vào cái chùa Phổ Linh ấy. Hôm nay là tôi sẽ đưa các bạn đến thăm cái đền cái chùa Phổ Linh. Đấy các bạn đã nhìn thấy cái đôi ủng chưa? Đôi ủng ở đầm Trì này. Đấy. Vừa chấn hết cái không gian của Hồ Tây các bạn ạ. Đấy, trong đầu tôi là tôi nghĩ cái không gian của cái vị trí cũng là không gian của cái chùa Phổ Linh này cũng tựa tựa như chùa Trấn Quốc ấy, ở dốc đường Cổ Ngư xuống các bạn ạ. Đấy, cứ hình dung là nếu cái đường Xuân Diệu, đường Đặng Thái Mai mà nối Xuân Diệu vào đường Quán An như cái đường Cổ Ngư thì đây là tựa như là cái quy hoạch không gian tựa như cái chùa Trấn Quốc các bạn thấy không? Ở trong đầu tôi nghĩ là như vậy. Đây trước là cái, nếu cái mùa sen nở thì có lẽ đây là cái đầm sen các bạn ạ. Bao xung quanh cái chùa Phổ Linh. Thế hôm nay là cái ngày giỗ tổ của chùa Phổ Linh, là ngày 23 tháng 1 âm lịch các bạn ạ. Bây giờ là tôi sẽ đưa các bạn thăm cái chùa Phổ Linh. Để xem có cái đấy cái cổng chùa Phổ Linh đấy các bạn ạ. Ngay trước cổng chùa Phổ Linh là có một cái cây si, nghĩ là cũng phải hàng trăm năm tuổi đấy các bạn. Các bạn thấy cây si chưa? Đây. Cây si xòe ngang xuống cái góc của mặt hồ sen này các bạn này. Có hồ sen đây thì đẹp lắm. Đây dễ si. Mọc chùm xuống đất này các bạn này. Đấy, tôi quay ra góc này thì để cho các bạn nhìn cái cổng chùa Phổ Linh các bạn nhé. Tôi sẽ tìm đấy cổng chùa Phổ Linh dưới tán cây si bao trùm cổng chùa Phổ Linh các bạn này. Đấy, hai bên tôi tìm thì tôi định đọc các cái văn bia nhưng mà có cái kinh nhân quả khắc bia đá hai bên cái tường chùa Phổ Linh này các bạn này.
40 cái điều ghi trong kinh Nhân Quả. Đấy. Xa xa một chút nhá. Ồ, cái che mất. Đây. Các bạn nào. Hết tiếc là không đọc được cái chữ nho. Cái chùa Phổ Linh. Đấy. Hai bên. Ông này là ông ác này. Đấy. Bên này là ông thiện này. Đấy, bây giờ đi vào chùa các bạn nhé. Đây đi, bên này có gì? Qua làm xem phim thì bé muốn ngủ kệ, dậy lúc nào ra lúc đấy. Đấy các bạn thấy nhá. Hàng cau hai bên, bây giờ tôi chụp bây giờ đi vào hàng cau đấy. Bước bộ này hình dung cứ như là cái bước bộ, cái không gian này hệt như cái không gian quy hoạch ở chùa Trấn Quốc. Đây tôi thử vào đây một chút. Có cái gì đây? Toát yếu nội dung kinh và lời kết nên tác là nội dung kinh. Đây là cái cây xoài. Nhưng đây là bắt đầu là như là vào cái mùa nhãn, mùa xoài đây này. Cây xoài này. Đây, cây xoài cái nó đã trổ hoa hết này. Đơm bông này. Gió Hồ Tây góc này là thổi vào tráng qua cái mặt nước. Đến cái mùa sen tháng 6, mùa hè thì đẹp lắm các bạn ạ. Đây tôi chỉ thấy ghi là chùa Phổ Linh là được trùng tu năm 1618 dưới thời vua Lê Kinh Tông, có nghĩa là thời Lê Trung Hưng đấy. Do thiền sư Minh Tạng và tiểu đệ Đức Quang cùng nhân dân làng là góp sức tu sửa. Các bạn nhớ là năm 1618 nhé. Nghĩa là cách nay là hơn 400 năm rồi. Mới có ghi là năm 1618. Đây vừa đi vào cổng chùa đây các bạn này. Hai bên chữ này có lẽ hay là chữ để như chú phạn, dưới là có cái chữ nhẫn này. Hai bên là hai chữ nhẫn này. Cái tường vào chùa là đều vẽ minh họa. Nhân quả các bạn ạ, đây. Đây tôi đọc cho các bạn nhé. Một dòng hình ảnh miêu tả của cái luật nhân quả trong đạo Phật này. Đây là những tối kỵ thì đúng hơn. Khi còn sống, buôn bán phụ nữ lừa hại người. Khi mất thì sẽ đọa vào địa ngục, cưa xẻ thân mình, chết đi sống lại. Đây còn bên này. Đây là tội khi còn sống, đánh chửi cha mẹ, bỏ đói không cho ăn. Khi mất sẽ bị đày đọa địa ngục, kéo lưỡi dài ra, nằm trên chông gai, thân thể rã rời, chịu khổ cực hình vì tội bất hiếu. Đây. Đấy. Các cái ô tường này. Đấy, các bạn thấy các cái ô tường này. Những cái hình ảnh về cái luật nhân quả đấy, mỗi một ô tường là một nội dung.
Đây, ví dụ đấy nhá. Đây là chúng sinh khi còn sống, cậy có tiền của chơi phao phí, viết không biết làm phúc bố thí cúng dường, khi mất thì sẽ phải làm quỷ đói. Đấy. Nhưng nhờ nhân duyên đến chùa lễ Phật sẽ được Đức Quán Âm từ bi thuyết pháp, được mau chóng tái sanh. Đấy. Cũng lời nhắc nhở. Đấy, bên cạnh cái cổng trong của nhà chùa là cái đài xây thời vua Lê Kính Tông 1618 do thiền sư Minh Tạng chủ trì xây dựng cải tạo lần đầu tiên đấy các bạn. Đấy. Đấy. Bên này là cái mái chùa. Đấy, chùa vừa được cải tạo đấy, cũng vừa được cải tạo đấy. Đây là cái gian thờ kế với cả cổng chùa này các bạn này. Đây tôi sẽ vào, tôi sẽ tìm một cái tích để tôi đọc cho các bạn nhé. Đây bảo tháp, cái cây hoàng lan phía sau, phía sân sau các bạn ạ. Đấy, còn đây là tam bảo các bạn nhé. Sân chùa bây giờ là lát đá hoa sen hết rồi. Đây có cái bia đây, đọc nội dung cái bia cho các bạn. Đây có lẽ đây là văn bia chùa Phổ Linh. Nước Hồ Tây ngàn năm in bóng, chuông Phổ Linh vang vọng Hà Thành, phố phường chật hẹp đua tranh, về đây thiền tự tâm thành khói hương. Đấy. Bia chùa Phổ Linh dựng ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Tuất là 1622, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ tư. Bia chùa Phổ Linh mặt A dựng vào niên hiệu Chính Hòa thứ 17 năm 1697. Mặt B lập năm Kỷ Mão năm 1699. Thế như vậy là đều trên 400 năm rồi. Đấy. Alo. Ừ đây, anh vào đây, chị và cả chị Vân nữa, chị Vân đang ngồi ngoài, chị Vân ngồi ngoài, chị ghi ấy đấy, ghi công đức đấy, em có chạy. Anh cũng ghi rồi, ừ đây, đây anh vào đây, ok. Đấy, vợ gọi rồi, vợ gọi vào thụ lộc, hôm nay giỗ tổ mà các bạn. Cuối triều Nguyễn nhằm thời Pháp thuộc do chiến tranh loạn lạc, chùa Phổ Linh xuống cấp trầm trọng, không có điều kiện trùng tu. Các cái kiến trúc như gác chuông, đông lang, tây lang không còn nữa. Năm 1945, Ni Sư Đàm Điểm là sinh năm 1889, mất năm 1995, là người con của làng Tây Hồ, đã về trùng tu, trụ trì chùa. Nhờ các kiến trúc sư, kiến trúc như cái chánh điện, nhà thờ tổ, nhà thờ mẫu, nhà khách được duy tu. Năm 69, năm 79, Hội Phật giáo Thống nhất thì Ni Sư trưởng Đàm Điểm cho sử dụng khuôn viên chùa Phổ Linh làm hai cơ sở để ni chúng lưu trú, an tâm tu học. Kế tục sự nghiệp của Ni trưởng, năm 1973 là Ni Sư Thích Đàm Thanh về chùa Phổ Linh tu học. Hậu cận ni trưởng
năm 1981 đến năm 1985 ni sư theo học lớp cao cấp của Phật học ở chùa Quán Sứ khóa 1. Sau khi tốt nghiệp, ni sư về phụng sự Tam Bảo là ở cái vị trí này đây, Hoằng Dương Phật Pháp tại chùa Phổ Linh. Ni sư đã ra sức trùng tu chánh điện 1996 và 1998, khánh đường 1989, hậu đường 1991. Đấy. Vời vợi thay Thái Tổ rời đô nghìn năm có lẻ. Ồ, nếu mà như vậy là cái vua Lý Thái Tổ rời đô nghìn năm có lẻ này, cao cả thay Phổ Linh chấn tích thiên kỷ còn ghi, sóng hồ Tây mấy thuở phân kỳ, nơi linh địa bao lần thay đổi, chư tổ mở đường cho hậu bối, đời sau tiếp bước để đương lai, ôn cố tri tân. Đấy. Thế như vậy là đấy, thì bởi vì sao tôi muốn nói các bạn là nếu mà ni sư Thích Đàm Thanh này là tôi phải gọi, nếu mà trong dòng họ là tôi gọi là chị Thanh đấy, chị họ bên đằng nhà bà ngoại tôi đấy. Đấy, chị Thanh là xưa là chị từ chùa Cót chị ra đấy, chị chủ trì cái chùa này cùng với cả từ năm 1981. Như vậy là sư Thanh là sinh năm 1957. Thế là 24 tuổi chị đã chủ trì cái chùa Phổ Linh. Đây tôi sẽ vào, tôi sẽ tìm mộ. Đây là có cái đây là Tam Bảo các bạn nhé. Hai kia là bán mỏ là Phổ Linh tự này. Đấy, Tam Bảo là quay mặt về Hồ Tây đấy các bạn ạ. Cái này là cái chùa Phổ Linh nhà, cũng là cái chùa duy nhất mà thờ các cái thai nhi đấy. Đây, có lẽ là thờ các cái thai nhi này, này là toàn tượng Hồng Hải Nhi này, hòa tượng Hải Nhi này. Đấy, đây tôi đọc cho các bạn nhé. Khói phủ Tây Hồ, đất cũ linh thiêng, chốn ngàn năm văn vật, hương mở linh tự, chùa xưa màu nhiệm, nơi lịch đại tổ sư. Đấy. Alo, anh đang đi vào đây. Ok. Rồi. Ok. Đấy, cứ đi quay các bạn ạ. Thì không biết mình là mình đi quay mình giới thiệu cảnh chùa đâu. Vợ gọi. Ồ, đúng là cái mùa hoa bưởi nở rồi. Đến mùa hoa bưởi. Hôm nay bà bán ở trên chợ Đồng Xuân, trên hàng bông, gánh hoa của chị. Hàng bông ở đây đúng là cái hương bưởi đó, ngát ở cái vùng Hồ Tây rồi các bạn ạ. Đấy, trước tôi lên đây cách đây 20 năm, mười mấy năm là chị Thanh, chị mất sớm, sư Thanh mất sớm. Đây có lẽ là mộ sư Thanh đây này. Nếu tôi không nhầm là không phải. Không hiểu có đúng không? Tí tôi sẽ hỏi mộ sư Thanh ở đâu. Đấy. Thôi đi vào bên trong các bạn nhé. Đây là Tam Bảo các bạn. Đấy, tôi quay lại cái góc nhìn từ. Đấy, hôm nay
vào ăn cỗ chay. Chị ở đây chị có biết mộ sư Thanh ở đâu không? Thích Đàm Thanh. Đâu 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 chị à, góc cuối. Thế còn ở chín cái này là chín cái mộ của các cái sư chủ trì à? Chị có biết? Cái này thì em không biết, còn mộ sư Thanh. À ừ thì cảm ơn chị nhé. Em chạy ra cái chỗ mộ. Đấy vừa hỏi chị. Cứ quen miệng gọi là, thực ra phải gọi là sư Thanh, là chị Thanh. Đấy, chị Thanh là bà ngoại chị Thanh với cả bà ngoại tôi là hai chị em ruột đấy. Bà ngoại chị Thanh là bà cả Huệ. Sinh ra từ làng Cót. Đây này, tôi sẽ đi vào đây. Đây có lẽ là mộ sư Thanh đây. Đây chỗ này chỗ hóa vàng đấy các bạn này. Đấy. Không phải. Cái chỗ này là tôi không hề biết. Ồ không phải. Ngô tộc Bích Chi Quảng Bá là Ngô Quý Công. Cụ là Ngô Văn Nguyên, tức là cụ Xòe, hưởng thọ 74 tuổi. Họ Ngô ở không, đây là, đây có lẽ là một cái tạm gọi là một cái nghĩa trang nhỏ trong chùa. Ôi. Cái này là còn cái chữ Nho này, chắc là từ thế kỷ thứ 19 này. Này. Đây toàn Ngô tộc đây. Đây là Ngô tộc Đinh Chi. Đây để xem đây, nhớ khi là anh Mạn Hóa Vàng. Đây sư Thanh này các bạn này. Đấy. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật. Tỳ Khiêu Ni Thích Đàm Thanh, thế danh là Phạm Thị Thanh, hiệu là Tiến Đạt, sinh năm 1957 và viên tịch năm Bính Tuất, mùng 6 tháng 11 âm lịch năm Bính Tuất, hưởng thọ 50 tuổi. Ồ, như vậy là chị Thanh chị mất tới nay đã là 18 năm rồi. Đây, đây. Hương bưởi bên mộ chị Thanh đây. Đấy. Xưa là chị theo bà cả Huệ với cả bà ngoại tôi là bà hai chú ra chùa làng Cót đấy. Và bây giờ chị có công rất lớn ở cái chùa Phổ Linh này. Đấy, chị học đại học Phật giáo khóa 1 ở chùa Quán Sứ năm 1981. Đấy, tôi đọc như thế như vậy. Đấy. Tiếng chim, hoa bưởi. Chốn chùa Phổ Linh. Trong toàn tràn ngập cái không gian của Hồ Tây. Đấy. Đây là, đây có lẽ là đây là một sư nữa đây. Không phải. Đấy các bạn nghe thấy tiếng chim chưa? Đấy, bây giờ là tôi vào. Chúa ơi, Chúa cháu nhờ chú công việc được không? Chú bê máu đồ cùng với là anh này đi cùng dưới kia cho mọi người ăn cơm được không? Được quá nhé. Đợi chú tí. Đây. đợi chú tí, dừng hình này. Đây. Ừ. Ăn chưa? Đây món cỗ chay đây các bạn. Có những cái món gì? Cho hai người ở đây ăn cơm.
Hai giới thiệu món cố chay đây. Măng này. Thay một ghế vào đây ngồi vậy. Ôi trời ơi, cá này. Thịt xiên làm bằng gì hả ơi? Thịt xiên làm bằng gì? Nhưng mà làm bằng gì? Nem. Thôi ngồi đây luôn được. Bún này. Thay một ghế là được rồi. Đấy, món nhiều món. Ngồi được đi mà, có làm gì đâu. Chả này. Ồ. Nộm này. Đây toàn từ đỗ mà. Hoan hỉ đây. Đây đây đây. Đây Hạnh ngồi. Hạnh ấy, Hạnh ngồi vào trong đi. Anh ngồi bên ngoài, anh bị quay. Đấy. Tí nữa lên nhá. Tí nữa lên. Đấy cái mâm cỗ chay cũng vậy các bạn. Cứ quay cho các bạn. Đấy hôm nay là 23 tháng 1 âm lịch. Dỗ tổ. Chùa Phổ Linh nhá các bạn. Kinh kê. Đấy các bạn đấy. Vợ tôi đây. Má ổi đây. Đấy, mời các bạn ăn nhé. Tí nữa tôi sẽ đi ra ngoài đến chỗ bức ảnh của ông bà ngoại tôi. Đây giới thiệu cho các bạn một mâm cỗ chay ở chùa Phổ Linh nhé. Đa phần là làm bằng đỗ xanh với cả nấm nữa các bạn ạ. Bún thì không nói này. Nấm với cả súp lơ này. Maggi này. Xôi đậu xanh là tôi thích nhất này. Đây. Đùi gà làm bằng đậu phụ nữa các bạn ạ. Còn đây là bánh đúc chấm tương. Đấy. Nem chay. Đấy. Đây. Đây là hoa chuối này. Trộn với thính. Đây và cái này cũng làm bằng nấm này. Giò. Các bạn thấy không? Đây. Cái bánh này đậu xanh nhân. Ồ cái bánh này lâu lắm không ăn. Quên cả tên này. Ồ cái bánh này như là bánh dày nhỉ các bạn nhỉ. Đây cái này chả xiên này. Cũng làm bằng nấm này các bạn này. Đấy. Nhưng mà ngon nhất đây. Chuối đậu. Chuối đậu ăn với bún các bạn ạ. Còn đây là nộm bình thường rồi. Còn đây là. Đây bát canh nóng lắm. Cũng ăn với bún. Canh chua. Đấy các bạn thấy không. Đấy một mâm cỗ chay đấy. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bát canh này. 8 món làm bằng đậu với nấm này. Còn lại là rau. Đấy các bạn nhìn đây. Làm khéo không? Đây. Như nửa con gà. Đấy. Cũng có cái hấp dẫn. Dỗ tổ chùa Phổ Linh đấy các bạn. Đấy tôi giới thiệu xong rồi tôi lại về tôi ăn. Tôi tranh thủ ra giới thiệu cho các bạn rồi tôi về tôi ăn thêm. Cỗ nhà chùa rồi các bạn ạ. Đấy tôi thử hết các cái món chay rồi.
Bây giờ tôi lại quay ra ngoài. Đấy, nơi này là Tam Bảo đấy các bạn nhé. Là cái không gian này là cái không gian tôi thấy là thơ mộng nhất, trầm mặc nhất ở nơi đây này. Đấy, các bạn thấy đấy, cái ánh nắng trưa của mùa xuân, tiếng rì rào của ngọn cây, gió hồ tây thổi vào đây này. Đấy, tôi quay cho các bạn nhé. Đấy, tôi ra đây tôi đi tìm cái ngôi mộ của ông em ở đối diện nhà, ngày xưa là hay đá bóng với tôi. Đấy, ông em mất, đưa lên trên chùa. Đấy, bảo là mộ của ông em đưa lên chùa là cạnh cái chỗ bể hóa vàng. Đây, tôi lại đi lại cái chỗ này cho các bạn. Tôi rất muốn đọc những cái dòng chữ, hết những cái dòng chữ này. Đất nền Thăng Long nhuần thiền phúc, phái Trúc Lâm sóng nước Hồ Tây Phổ Linh Thiên Tự. Đấy. Những cái tấm bia này là do sư đệ của thầy Thích Đàm Thanh trùng tu xây dựng ấy, là thầy Thích Đàm Trung ấy. Sau khi sư Thanh mất năm 2006 thì thầy Thích Đàm Trung là lên thay sư Thanh chủ trì đây. Bể hóa vàng và có cây thị ở đây. Cây thị đâu? Ở đây, có lẽ là cây thị đây. Chú em Lợi là nằm ở đây đây. Đây, để tôi xem. Con Lợi nằm ở đây à? Đâu, Lợi đâu? Đó, đây, Nguyễn Tất Lợi đây. Đây, thằng em Lợi đây. Đây, ui dồi, Lợi già nằm ở đây nhất. Đấy. Nhờ, hạ nhờ. Đúng không? Gàn. Chả làm sao. Ô, đây, cái không gian ở chỗ này, ở phía sau chỗ này là cái gì nhỉ? Cũng là cái bể hóa vàng à? Đây là cây thị này. Đâu? Chỗ này đẹp nhờ, tiếng chuông. Ý. Làng Yên Phụ này. Vũ Môn Chính Thất Đố Thị Ấp. Làng Yên Phụ. Cái góc này ấy nhỉ, u tịch nhỉ. Hả nhỉ? Hả ơi, ra. Hả, đi ra mộ sư Thanh đi. Đây, cái chuối này các bạn. Thằng em Lợi nằm ở chỗ này nhất. Còn gì bằng. Đây là buồng chuối này. Đấy, thì là góc. Chỗ này có cái gì bằng. Đi. Đây, sư Thanh đây. Hạ ơi. Lợi già sinh năm 69. 69. Ừ.
Đây thì các bạn ạ, quay lại một chút mộ sư Thanh. Chủ trì chùa Phổ Linh. Đấy. Coi như là từ năm 81, từ năm 2006. À ấy, sư Thanh là ngày xưa là từ Làng Cót lên nhỉ? Từ chùa Làng Cót. Biết rồi, chùa Làng Cót lên. Nhưng mà cái thời sư Thanh chủ trì chùa Làng ở chùa Làng Cót là sư nào chủ trì ạ nhỉ? Cũng tên là Thanh, nhưng mà quê ở đâu? Bà quê ở đâu? Quê, nhớ quê ở đâu đâu. Yeah. Làm sao? Đây thôi, tôi sẽ đi ra và sẽ dừng hình các bạn nhé. Ở cái bia ở gần Tam Bảo, ý nghĩa nhất đấy. Đây, các bạn nhớ là cái ngôi chùa Phổ Linh là cái ngôi chùa duy nhất là thờ các cái thai nhi các bạn nhé. Đây. Đấy. Này, cái khung cảnh các cái nhà dân sát bên mép chùa đẹp thật. Tiếng chim líu lo. Đấy, quay lại đây. Đây, tôi sẽ dừng hình ở cái chỗ này đọc cho các bạn. Cái bia này, văn bia này. Một chút sẽ dừng hình đây. Các bạn thấy không? Bước đến cổng chùa niệm Phật tụng kinh, cố gắng vun bồi nơi cội phúc. Đi vào nẻo đạo trì trai giữ giới, tinh cần tưới tẩm lại nguồn tâm. Vài dòng lược sử vô âm, một dạ lặng thầm đảnh lễ. Đấy, tỷ khiêu thích đàm chung. Đấy các bạn ấy. À thôi. Đấy, tôi sẽ dừng hình nơi đây. Đấy là các bạn là cùng các bạn đi thăm cái chùa Phổ Linh, vùng Quảng An. Đấy, gần cái sóng nước Hồ Tây. Thế nhân cái ngày giỗ tổ của chùa Phổ Linh là 23 tháng 1 âm lịch các bạn nhé. Đấy, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Văn bia chùa Phổ Linh.